Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ làm video cho anh em xem tiếp tục. Đó là một video anh event nha anh em ơi. Hôm trước thì Khải có nói với anh em thì Khải có vừa mua con thiên nhẫn loạn anh em ơi. Con thiên nhẫn này vừa mua đỡ cho ban. Thì cái skin thiên nhẫn loạn của nó thì mới có 3 kill thôi anh em ơi, 17%. Ngày hôm nay thì đỡ thúc đẩy cái đẳng cấp của nó thì Khải sẽ đầu tư cho nó một cái bộ event show. Đó là 10k show kèm với nguyên liệu đỡ ép nha nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đổi sâu. Rồi anh Yên Vân cho anh em xem. Đây, 10k sâu nè. 10 sâu tương đương server này thì khoảng tầm 650. 650 nha nè. Anh Yên Vân 650 nè cho con thiên nhẫn. Rồi. Cứ một kim là 65.000. Đó, đem tính lên. À ok, Khải đổi. Sau khi Khải mở cái túi nguyên liệu ra thì gồm có ba lô, tấm áo, nó chiếc mũ, với lại đôi giày, với lại chiếc quân. Chiến sĩ thì Khải mua thêm một chiếc võng Trường Sơn ở điểm tống kim. 50k điểm tống kim thì được 1.000 cái, thì đủ nguyên liệu nha nè. Rồi bây giờ Khải sẽ mua thêm 1.000 cái huy chương anh hùng. Đó, 10 xu một cái, Khải sẽ mua 1.000 cái nữa. Rồi, đó, đủ bộ nguyên liệu. Rồi, đâu giờ ép anh thử được gì đây. Ghép bộ quân sư anh Dũng nè. Rồi, 1.000 cái. Rồi, let's go. Từ từ, để gì cánh bình quốc tử nè mày, cho nó may mắn nè mày. Mới trước anh một số oạc mà cảm giác nó đuối quá. Ok, giờ hãy đứng đây hưởng kén bình quốc tử mà. Hưởng kén bình quốc tử vô tờ. Đó. Rồi, đã có may mắn trên đầu. Let's go. Anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho video anh Even này đầu tư cho thiên nhẫn của Khải một like chia sẻ hộ cho anh em ơi. Cái này thì Khải mua về, Khải cũng đang giao cho thằng em nó cầm cho nè. Để đi hoạt động loạn skin 120 phụ ban nha. Rồi, vui. Kiếm hết đồ, kiếm phi phong kỹ năng một cấp nào. Một nến tiềm năng. Một nến tiềm năng rồi. Tiếng hán, thị tinh, mạch nạ. Nào may mắn. Bot đó, kiếm hết vài bot đánh luôn nè mày, một tinh hồng. May mắn. Không minh thật. Rồi gần 350 cái này. Mới có một cái tiềm năng này. Tiềm thổ lộ. Thiên sơn. À, cánh thiên binh thiên sơn may mắn tiếp theo. Chính gì là ngọn hành ngoài. Ôi, 500 cái rồi nè mày, hai viên tinh hồng. Hôm nay tinh hồng có giá nè mày, hôm trước tinh hồng có 50-60 xu rồi, tinh hồng này lên gần 150 xu rồi, gần 200 xu rồi, ở một cấp này. May mắn, tiên hồn lộ, bình vô tử. Đồ, thích ăn này mới có một con boss thôi nè mày, thật sự boss rất là hiếm rồi nè mày. Boss cực kỳ hiếm luôn. Ba viên tinh hồng đó, có tinh hồng liền. Tinh hồng lên đồ liền. Thủy tinh, pháo. Pháo tiềm năng, hai pháo tiềm năng. Hai con boss, ok. Còn 300 cái hơn nữa, được hai triệu mấy cái bình quốc tử qua bên thử nè mà. Sẵn khả thống cơ thử lời hệ lỗ nha. Còn cái địch hôm nay. Không biết còn cái địch hôm nay nè em ơi. Cho anh em xem thử nha, đây. Một bình quốc tử. 2 3 4 5 6 6 bình. 6 bình mà tương đương 60 xu, bình thì 360. 360 xu nè. Đó. Với 10 kim coi thu được gì đây? 360. Rồi tiếp theo. Hai con boss, thằng boss này thì khoảng 300 xu. Hai con là 600. 600. Rồi thu được ngàn rồi đó. Thì tinh 1 2 3, ba viên thì tinh khoảng 100 xu. Thu được ngàn 60. Mấy cái may mắn này bỏ qua đi, chặt chỗ nè mày. Cái này không có bao nhiêu tiền nữa đó. Rồi. Duyên. Tức là hám. Duyên. Rồi. Mới có 1.000 hơn thôi. Rồi ok, xác nhận này đã tính sâu, giao dịch tiếp ai khác. Này này chọc rương.
Còn 310 cái nữa là có thử ra gì may mắn hơn anh em ơi. Tầm này thì Khải Nghi Vinh chủ yếu Khải tìm phi phần kỹ năng một cấp với lại một số đồ Khải cần thiết nữa. Rồi, cái gì qua khỏi chặt rương, máy dân binh thổ lộ. Tiền thổ lộ thì tầm này thì mua kỳ ẩn cát thì 30 xu một bình nè. Còn anh em Vinh này thì khoảng tầm 20 xu, có 20 xu tôi được bao nhiêu bình nè. Bỏ thì bỏ 10 kim á, anh lấy up cấp kinh nghiệm thôi, chỉ là chủ yếu thôi nè. Còn mấy cái này thu thì hên xui nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 bình. Một ba bình là khoảng 260 xu. Đó, được ngang 3 rồi. Còn không bên này 100 xu. Rồi bên này 100 xu. Bao nhiêu tinh hồng là một viên là 150 xu là được 450 xu nữa. 450 xu. Rồi thu được 1.700 rồi. Cái pháo này thì khoảng tầm này khoảng 300 xu một pháo nè mày. Thì chắc ăn xong phải cắn cho con này thôi chứ không không bán đâu nè. Thì hai cá được 60 xu. Cá 60 xu thì được 2.300. Rồi, tương đối là mới thu được 2.300 thôi. Toàn nịt không rồi. Mới thu được 2.300 thôi. Rồi, đồng ý ngay tính sau. Rồi, 2.300 tiếp tục khui nè. Tiền thổ lộ tiếp. Một cái này được 100 xu. May mắn. May mắn quá tử. Ờ, được thêm những tinh hồng. Có tinh hồng là có tiền. Ô, một con boss nữa, ngon. Ba con boss rồi nè em. Một viên tinh hồng nữa, ngon. Hôm nay tinh hồng có giá lắm rồi nè. Ăn khoảng tầm 10 viên tinh hồng thấy ngon ăn rồi. Là mới có được 5 viên nè. Rồi ok, còn một cái cuối cùng. Hãy qua giao dịch thêm thử là thu được nhiều nữa nè. Rồi. Một cái mảnh này được 200 xu nè. 200 xu nè. Để tôi giao dịch đi. Rồi, giao dịch đâu cho nó dễ tính nè. Cộng 200 xu nè. 20 xu nè. Cái này 300 nữa là 500 nè. Hai viên này 300 nữa là 800 nè. 800 mới bình thua lộ. 1 2 3 4 4 là tròn 100 nữa là 900 nè. Cái này là 3 nữa là 108 nữa. Là hơn 1.000 nè. Hơn 1.000. Cho cộng 1.000 1.050 đi. Rồi 50 cái này thừa nè. Được 1.050 là thu được 3.400 rồi. Ok, thu được 3.400. Bây giờ mở 50 túi kia thử được như này. Vấn đề là 50 cái túi xanh kia nó mới ngon kìa. 50 túi xanh này nè, khả năng tìm phi phong nè. Khu cái cuối nè. Đây. Ui, lỡ vào vi kiếp. Ấy xà xà, có 3 kiếp anh em ơi. Ngon. Ok, là ba vị kiếp có 3 kim này. Ngon lành cành đào liền. Đó, gỡ gạt liền 6.400. 6.400 nè. Càng khôn hiện tại bây giờ là nó đang ra bán với giá 3 kim này. Đó, thì mình bán cho anh em trong bang 2 kim thôi. Thì đơn giản mình tính giá nhẹ 2 kim thôi. Đó, 2 kim. Cộng 3 kim với 2 kim nữa là được 8.400. Này, cục sinh lực. Cục sinh lực thì chắc lựa cho anh em đi. Lực này 200 xu nè. 15 ngày. 8.600. Phong kháng cả này. Phong kháng cả này bán được 200 xu nữa này. Đó, 8.800. Khui này. Một thẻ truyền giới này, truyền giới này cho này. Một con boss này khoảng 200-300 xu. 300 xu này. Con boss này 300 xu này. 9.100 khui. Một con người này cho free lên trong bang này.
người Free rồi. Rồi ok, hãy chuyển sang một số đội nó khỏi chật chội chỗ cái này. Rồi chuyển sang người này chặn chỗ đồ. Thu sơ sơ đã 9.100 rồi anh em, 9.100 rồi. Ngựa này đã là cho bang này, boss này, khác tất cả. Thế chuyện giới sinh lực người nào khác tất cả. Càng khôn nó là vi kiếp mấy 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 nhiều quá. Cá nhân được 500 xu cá nhân này, 550 này, 500 xu khoảng 550 thì cho 500 này, 550 thì bán nó khoảng 500 xu nữa. Thôi thì 9.600, không lỗ anh em ơi, không lỗ nha anh em. Thôi 9.600. Rồi, con này nộp cho bang này. Đó. Rồi, bắt đầu là mở tiếp cái này cái lời hay lỗ này. Có vẻ ngon ngành anh em ơi, chưa hết thôi đã có vẻ là vừa hòa vốn rồi đó. Chưa mở 50 túi này mà thấy hòa vốn rồi đấy. Rồi còn cái cục pháo hoa là đại lỡ này là 100 xu một pháo của này anh em. 8 cá là được 800 xu này. Đó. Rồi, 10 kim 400 xu rồi, ngon ăn rồi. Quá thơm. Bốc ăn khỏi chắc rồi thì tính xong. Còn đây 10 cá là 100 xu này. Đó. Rồi, ok. Ngon ăn anh em ơi. Ra là vai bị kiếp thấy ngon ăn rồi. Rồi, 10.000 năm xu. Rồi, giờ đâu lời này. Lời chỗ 49 cái màu xanh nè anh em, lời chỗ 49 cái màu xanh nè anh em. Đây mới gọi là lời nè. Để coi thử lời cái gì đây, cho anh em xem thử lời những cái thứ gì. Đó, bỏ ra 10 kim thấy hoành tráng chưa? Nên thấy hoành tráng chưa? Quá hoành tráng luôn. Rồi, khui này, cái này mới quan trọng nè. Lời này, phi phong. Phi phong. Phi phong. Nến 50 xu, phi phong. Chủ yếu chủ đạo anh Vinh lần này là tìm phi phong kỹ năng một cấp trong đường mô anh em ơi. Phi phong, phi phong, phi phong, phi phong, phi phong đâu, phi phong đâu. Ủa nó cho gì đâu không vậy, cho gì đâu không vậy. Bạn đánh được 10 cái tổng kinh nghiệm không vậy. Phi phong, phi phong. Ủa không có phi phong luôn. Tinh hồng, à được. Tinh hồng được 150 xu. Phi phong đâu. Đồ cái này phải qua nộp cái tốc bàn cái cho nó xuống cái rồi. Sao cảm giác nó không có đồ ta. Anh mười mấy cái rồi chưa có phi phong luôn. Phi phong đâu, không có luôn. Phi phong, phi phong. Ôi sợ quá. Cái thiệt là ba làm gì. Ờ hôm nay nộp 200 cái rồi. Mai nộp tiếp, mai nộp tiếp. Này thừa rồi đó. Đó. Úp 2 cấp liền em, gần 119 rồi đó. Đồ phi phong đâu. Ôi trời. Đây trời ơi, phi phong kháng cả 10. Đâu đầu thì kỹ năng đâu. Một nhìn đâu, kỹ năng đâu. Kỹ năng đâu. Úp cấp. Đồ, đang sáng. Kỹ năng đâu anh em, đang cần kỹ năng anh em ơi. Trời ơi, kỹ năng đâu. Gần ra rồi, gần ra rồi. Mình chúc mình ăn một lóc 3 phát, 3 phi phong nữa nè. Kỹ năng đâu. Không kỹ năng nữa lời luôn. Không kỹ năng đâu. Trời ơi, hết rồi, còn có mấy cái nữa mà. Còn thổ phù vô hạn 7 ngày cũng được. Kỹ năng đâu. À, không có kỹ năng luôn em ơi. Nhỏ quá. Được mỗi cái kháng cảnh 10 thôi. Kháng cảnh 10 này chắc đưa đường môn băng tạm chứ làm gì giờ. Đồ. Không có phần kỹ năng này mà. Anh mà chủ yếu tìm phần kỹ năng đó. Rồi to này, cái này to này. Lời rồi đó, nhưng mà vẫn rồi là không có kỹ năng đỡ đánh cho đường môn anh em ơi. Nhỏ thiệt sự. Đâu, nhỏ dữ. Ủa. Rồi, ok. Chúng thì thêm được 2 cục tinh hồng này, 300 xu này. Thế tháng 100 xu nữa là 400 xu. À cái này 550 xu chứ, 350. 350 phi phong này khoảng tầm được 700 xu. Để cho khoảng kim này. Hai cái nến này được 100 xu. Kim 1. Rồi, được kim 1. Rồi cắn cho nó hai pháo luôn nha nè. Ôi pháo là cắn rồi hả? À, tính ra này cắn pháo rồi hả? Được kim 1 nữa. Đáp sáng này cho này.
Rồi ok. Chung là tổng thu thêm một cái mốt nữa thì cũng không lời gì lắm anh em ơi. Lời được 2 cấp kinh nghiệm với hiệu ứng 16 tỷ kinh nghiệm là được 2 cấp, kèm với thu lại được 11 kim hơn thì lời 1 kim nha anh em. Đó lời được vi phong, nói chung là tổng chốc là lời được vi phong và 2 cộng tinh hồng. Còn lại những món kia thì còn tương đối. Ok. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Đó, sau khi đầu tư xong thì ad này đang giữ 7 điểm kiếm này. Úi trời ơi, con này 7 điểm kiếm này thì chỉ cũng đỡ chơi thôi, nhưng tầm này con này nó bùa cái thời gian một hồi. Đó, nó bùa thời gian một hồi nữa. Xong rồi loạn rồi. Rồi, ok, này thì tăng vào, tầm này tăng vào được rồi. Ra lên phái. Bước vào trong phái, thử lực tay nó bao nhiêu. Lực tay con này khá là nhiều, nếu có càng không lực tay 9 càng máy nữa nè. Mình tay chính cái máy không ít đâu à. Cho nó thêm ít lực tay nữa cho nó đẹp. Rồi. Rồi. Ok anh em, và bây giờ thì Khải cảm ơn anh em nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chia sẻ, like, chia sẻ video ủng hộ Khải chơi nha anh em ơi. Ok, bye bye mọi người. Cứ chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.